cúng ba bông sáu táo. Và đồ cúng sẽ có ba mâm cầu có đầu rìu của ban tổ chức sẽ có ba giải nhất nhì ba. Nhưng cộng thêm tiền thưởng đó là phường Nam Hồi sẽ ủng hộ đồ cúng 2 triệu. Và đồng chí Lê Ngọc Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh ủy ủng hộ cho đồ cúng 5 triệu và chia thành 6 giải. Vì vậy các đơn vị trại chúng ta sẽ đi đến nơi về đến chỗ để có 6 giải. Tám nhé. Lấy bảy hướng nhau. Thằng tìm ngoài rồi. Hướng chim cái đó. Tám lần nhé. Đó tám chiếc luôn mà. Tám chiếc luôn mà. Hướng tôi mới lờ mà. Đâu hả?
Dubai nè. Đang đi qua cái lũ là trại mặc áo màu trắng, đó là trại của Thủy Mù, trại Thủy Mù là bài vật trại Thủy Mù, và tiếp theo là Thủy Tân mặc áo đỏ tiếng gò đuôi. Ghe Tiền Phương đã vượt lên vị trí thứ ba, vị trí thứ nhất luôn đầu trụ, luôn đầu trụ vòng gái này. Họ treo giải thưởng thêm 5 triệu đồng phân điều cho các giải. Giải nhất 1.500.000 đồng, giải nhì 1.000.000, giải ba 800.000, giải tư 700.000, giải năm và giải sáu mỗi giải 500.000, và phường Năm Hồi trao cho giải nhất đồ gốm 600.000, giải nhì 500.000, giải ba 300.000, giải tư giải năm giải sáu mỗi giải 200.000.
Vì vậy sẽ có 6 dạng giao lưu, đề nghị bạn bè chúng ta lưu ý và tích cực tham gia. Và tổ đội ba chúng ta như là cầu quan cho các lái chuẩn bị về và gạt chèo. Trọng tài ở bản tin lưu ý và trọng tài camera chúng ta cũng lưu ý. Tất cả lái vào gạt chèo phải mặc áo lái. Các tài chúng ta lưu ý để hoàn thành đội đua lái phải mặc áo lái và gạt chèo đúng và mà ban tổ chức đã muốn đi như vậy là hoàn thành đội đua. Vì phụ đang còn về rú về đích, đề nghị khán giả cho một tràng vỗ tay. Vì phụ mà nhận được phong độ cho đi thì việc mà éo lắm. Hoàng hô khen vì phụ đã nhất đồng cúng. Sau khi gạt chèo, chúng ta cầm chèo và cho trại chúng ta rời khỏi vị trí mặt quang để cán trại tiếp tục vào gạt chèo. Đâu sao thì cảm ơn đâu rồi.